cái nợ kiếp trước quá à. Dạ. Chứ làm gì nợ kiếp này có mắc cái gì đâu. Dạ, là kiếp trước mình có nợ chú cái gì đó, kiếp này mình phải trả. Chắc kiếp trước nặng lắm nên bỏ không được. Chứ cảnh này ai mà ở. Dạ. Cảnh này ta nói dữ lắm, ta nói ra nó vô đầy cái lỗ tai luôn á. Mà ta nói, bà sao mà chịu nổi, chứ tôi chắc chịu không nổi thì, quá. Nó chín đầu lớp 10, học có mấy bữa ở trường bán công á, tới tự nhiên cái đi chơi về ha, mùng 2 Tết 2003 cái nó đứng trọng mặt. Mà tôi rờ tim nó coi còn thở không. Tim còn thở mà còn mắt thì không có nhá nhá cả. Nuôi ẩm vậy chứ không có ý nghĩa gì hết đâu. Rồi nên dạ. Thương lo vậy chứ không có ai nghĩ về mình, không có ai có cái tình cảm gì hết. Dạ. Mà cha mẹ giờ thất lạc không biết là còn khỏe mạnh không, anh em sao nữa, giờ tôi cũng thương nhớ mà tôi không biết. Đồng kính chào quý cô chú anh chị, Đồng kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Long An. Thì Đồng biết được thông tin ở nơi đây có một căn nhà, có một gia đình rất là kỳ lạ. Kỳ lạ bởi vì người chồng cũng như người con bị xiềng xích suốt 40 năm. Thì cũng không hiểu vì sao người chồng với người con lại bị người vợ xiềng xích trong những cái căn phòng tối om, ăn, ngủ, vệ sinh một chỗ như vậy suốt 40 năm. Thì cũng thông tin với cả nhà rằng người chồng trước khi lấy chị cũng là một người bình thường như bao người khác. Nhưng mà sau một quãng thời gian hai người chung sống thì người chồng đột nhiên đổi tính và khác lạ. Thì buộc người vợ phải xiềng xích chồng mình lại trong một căn phòng. Và người con cũng vậy, khi sinh ra cũng rất là bình thường. Nhưng một khoảng thời gian sau đó thì người con cũng giống như người cha của mình và rất là khác tính và quậy phá, nên buộc mẹ cũng như người vợ phải xiềng xích người chồng cũng như người con trong những căn phòng tối om, ăn, ngủ, vệ sinh ở trong đó. Thì không hiểu vì sao người cha cũng như người con lại bị như vậy. Và xiềng xích như vậy thì cuộc sống của người cha, người con cũng như chị sẽ như thế nào? Thì hôm nay Đồng muốn dẫn cả nhà tới đây để tìm hiểu câu chuyện xiềng xích chồng và con suốt 40 năm gửi tới cho cả nhà. Bây giờ thì Đồng với cả nhà sẽ di chuyển tới nhà của chị nhé. Thì con chào cô. Thì cô vừa mới đi chợ về đúng không cô? Đúng. Thì hôm nay con biết được hoàn cảnh gia đình mình vậy đấy. Tới con muốn trước tiên là muốn thăm gia đình mình cũng như quay về hoàn cảnh của gia đình mình nhé cô. Thì thông tin ban đầu thì con biết được là gia đình mình thì có người chồng cũng như người con thì không được bình thường nên hai người, một người con ba nó tuổi hình như bính dần hay gì, nó sanh năm 86, còn dạ. Ổng sanh năm 58 là bị xiềng xích vậy lâu chưa cô nhỉ? Ổng 45 năm rồi đó à. Trước mấy năm lận rồi tới mai mối, tôi đâu có biết, tôi về đây rồi cái cưới rồi, qua được cũng rước dâu đàng hoàng, qua bữa trước bữa sau cái tôi nản, tôi cuốn đồ tôi đi, cái ổng thấy hay sao á, ông thấy cái tôi nói thôi không nói chuyện, tôi chán lắm, bây giờ anh nói chuyện vô rước về, vô ăn rước về tôi về, còn giờ tôi đi về tôi không ở, thôi đừng bỏ anh, nói mà ông rưng rưng nước mắt, ông nói đừng bỏ anh, 15 năm anh hết bệnh rồi, em đừng bỏ anh đi nha. Dạ bây giờ cô có thể dẫn con với quý khán giả vào trong được không cô? Được. Này nhà ta lau sạch sẽ mà nó để gà vô vậy đó. Dạ. Thông cảm giùm nha, có mình tôi nó hơi bề bộn lắm á. Không sao cô. Đây. Thì hiện tại chú với anh đã mặc đồ chưa? Ổng mặc đồ 12 năm về trước á. 12 năm về trước ổng đâu có ấy đâu, mê man, cứt, cũng trầy tét.
một quần cất, một bên đít này là cất. Chú à cô? Hả? Ổng á. Con chào chú. Ổng ra. Dạ. Xưa là ổng thành phố chứ đâu phải là dân thường đâu, mình bệnh chứ ba mấy người quýnh đó, cái chặt đó ở trên mình giật đó, 38 người quýnh sao mình chọn luôn tới giờ luôn. Là bị quýnh rồi cô? Chứ đi làm thành phố nữa, rồi bệnh nữa rồi. Bên sở của ổng nó đưa đi khám bệnh, đưa đi nhà thương cũng lo đàng hoàng, không hết rồi đưa về đó. Đưa đi tâm thần ở thành phố rồi đã, rồi đưa lên tâm thần Biên Hòa, rồi không hết trả về đó. Dạ, là nguyên nhân là khi xưa mà khi cô lấy chú á. Chưa, tôi chưa có về, lúc đó tôi chưa về à. Lúc đó ổng đi làm tôi chưa về à. Sau này ổng bệnh đâu trước mấy năm rồi á. Hình như năm mươi nên đã nhìn đi năm 76. 76, 77, 78. 78, 79 thì mới trả về rồi mới gặp tôi đó. Chứ tôi không đi rồi đâu có ai, đi làm việc tôi đâu có gặp đâu. Mai mối. Bởi vì tôi con của gì là chùa Vũ Dân đó, là bà con với ông chồng tôi là ba ruột của ông Bảy Nghị á, là bà con bên ông này. Còn mẹ tôi chấp nối với mẹ con, mẹ hai lòng tôi á, là mẹ sao đó, tôi con riêng của mẹ sao đó, chấp nối. À, nghĩa là khi mà cô về với chú là chú đã bị trước đó rồi cô nhỉ? Ừ, tôi không có biết á, tôi tưởng đó ổng hiền. À. Con mắt tôi nói trời, con chồng hiền cũng được, giữ quá nó uống cũng đủ, nó quánh chết. Đó, tôi đâu có biết. Tôi ở xa mà ở Long An, mà xứ tôi là gốc tôi người Bình Định. Dạ. Người con thất lạc, anh em cha mẹ dùng hết rồi kiếm mà không ai chỉ hết đâu á. Vô đây hết đó rồi, bây giờ tôi không biết ở đâu, vòng vòng đây mà không biết ở đâu mà tôi quên cái mặt cho hồi 4 tuổi. Là cô cũng bị thất lạc gia đình luôn hả? Con thất lạc mà, tôi thất lạc hồi 4 tuổi tới giờ. À, mà cha mẹ giờ thất lạc không biết là còn khỏe mạnh không, anh em sao nữa, giờ tôi cũng thương nhớ mà tôi không biết cách nào mà không ai chỉ, ở đây biết hết ráo rồi. Hình như là không có muốn chỉ. Là cô giờ cũng muốn tìm lại gia đình mình đúng không? Ai cũng có cội nguồn chứ, đúng đâu rồi. Phải là giàu nghèo cũng có cội nguồn. Cô còn nhớ tên người cha hay là người cha, anh? Tên gì? Cha tôi tên Hà Văn Diễn. À, dạ. Quê ga Bùng Sơn, chợ dạ. Đổ. Ông già ở tại cái ga Bùng Sơn á, là bước xuống có cái chợ Đổ. À. Là mẹ tôi kể vậy á. Còn hai mẹ tôi, mẹ Hai Lòng là mẹ lớn là con của ông ngoại Trần Trung á, là nói dạ. Vậy là gia đình biết á. Anh là con ông ngoại, ba tôi đi cưới con làm con của má cưới má tôi là má Hai Lòng, con của ông Sáu Lòng là dạ. Mẹ tôi dạy vậy đó đó. Rồi mẹ lớn mẹ nhỏ ở xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Dạ. Là cùng một quê hương nhưng mà hai bà thân lắm, hai bà dạ. Thương nhau không có ghẹt. Thì hy vọng khi con quay video này thì quý khán giả xem được thì chia sẻ để cô tìm lại được gia đình mình nhé. Ai cũng có cội nguồn. Dạ. Tôi bây giờ thất lạc hồi 4 tuổi mà anh, nay tôi 63 tuổi rồi, cậu tính coi tôi được thất lạc mấy chục năm rồi. Nhưng dạ. Mà tôi quên cái mặt thôi, đứng giờ nghe mặt tôi phải kêu anh là bảy giỏi hay là em lặn út quá thì kêu chị con má Hai Lòng không cho má Hai Lòng là biết à, là con ba Hằng Diễn tôi cưới mẹ Hai Lòng, con của ông Sáu Lòng, nói cho rõ vậy là biết à. Dạ, cho con hỏi là sau khi cô cưới chú về thì bao lâu thì xiềng xích chú như vậy cô? Ôi, cưới về chắc chừng năm à. Năm à? Ôi, bè tôi, khóa nhà, ở trọng á, cái ngôi cũ á, bưng cọp khôn lắm, bưng lên ha, mà từ từ cái dây xiềng này nè, quấn không mở, giờ mày mở dây xiềng cho tao đi không, anh ta đi ra tao uống cà phê, không mở, mở rồi. Sợ quấn người ta mang quả, không có dám mở. À giờ thì rồi xiềng lại quấn cái sợi xiềng đó, ông mở dạ. Ông hạ cái cổ từ từ, ông ngồi đất đó mà, nhà đất dạ. Mà ngồi cột lên. Ừ, ngồi lên thấy ghê lắm kìa, ông ngồi ông hạ cột bự á, dạ. Cột xi măng bự lắm, cái ông hạ từ từ cũng khôn lắm, cái ông quấn cái dây vòng tụi nó, người ta đeo dây chuyền, còn ông đeo dây xiềng, mà ông không mắc cỡ, thì ông ra ngã ba ông uống cà phê, còn đó thì bể đầu. Hiện tại thì khi con tới đây thì cô thấy rất là nhiều chìa khóa cô. Dưới này là hai cái, trên kia một cái là cô khóa vậy để hồi chú phá ra hả? Khóa dữ lắm, trời ơi, ở trong ông ngồi xiềng,
khóa một căn nhà cháy luôn mà tôi cứu á nha, tôi cứu ra chứ tôi có chìa khóa tại vì tôi giữ chị Hậu đó chứ quýnh bà ba hai bữa rồi cái con gái nó giận quá nó giữ luôn chìa khóa tao nói không được mày đưa chìa khóa Hậu cho tao rồi ổng có cái gì rồi sao tao mở cái tôi giật lại nó không đưa tôi giật lại hên sau mấy bữa ổng khóa một căn cháy đốt thuốc cho ổng cái ổng nuôi trong vách lá ở trong á chứ không phải nhà này đốt đốt cái thì... cháy hỏng ổng đi nhà thương còn tôi cháy ra tôi ráng vô tôi mở bữa đó mà thôi tôi muốn bệnh luôn mà tôi theo tôi mở chứ không ai cứu không được đâu mà có người ta ngoài tạt nước nữa mà tạt chứ ở trên căn lá nó nhiễu xuống áo mình cũng cháy da mình nó sập cháy mà tôi ráng tôi mở mà tôi nói cái mạng ông này còn đỏ mỗi khi đi nhà thương biên hòa tâm thần biên hòa thỏ cạch cái chìa khóa nó không mở được mà nay sau rồi cái mạng còn đỏ thỏ chừng cái nó chạy ra nó bung ra đó cái ra rồi ông kéo cái quần lên ông bằng cái quần vậy nè sẽ in á tôi cảm ơn bà con giúp đỡ tôi thôi biết rồi tôi chịu nó thấm dữ rồi hôm mới chở tôi đi nhà thương chắc tôi chịu không nổi chắc tôi chết quá thỏng cái chân đó giờ vẫn còn thẹo đó cô nhỉ rồi mang đi một chân khiêng nhờ anh võng á một chân mũ không rồi về cũng ngủ không giao cho tôi trời ơi tôi săn sóc hả bữa nào cũng mắc ói hết ăn không nổi về như vậy kiếm trái ngủ không rồi tôi phải mua cái thuốc gì xanh tôi sức vậy nè chị không vô còn la tôi nói thì sao mình mới sức cái gì vậy nó sức cái gì vậy má nó sức cái thuốc xanh nó xanh cho nó mau lạnh giờ thì khi con tới đây thì thấy chú là người chồng của cô cũng như người con á thì bị xiềng xích như vậy thì sinh hoạt như tắm rửa ăn uống thì sao cô? Tại chỗ luôn, không có dám mở. Ý là cô làm cho anh chú với anh luôn à? Thần kinh là thần kinh dữ, chứ không phải thần kinh hiền. Thần kinh hiền thì dễ chịu lắm. Thành cho ăn mình ngủ đi đứng rồi ấy, thần kinh này không dám. Ở là nhà, đây, nó, đây, nhà đây, nó cũng quấn đó, nó quấn từ dưới lắm đó. Đây là nhà vệ sinh cho chú đi đây luôn hả cô? Là chú tự đi hả? Tự đi, mới rửa cầu tắm rửa hai ba bữa nay đó rồi vậy đó, chứ chưa có trà nữa đó. Dạ, là... có ở nhà thường xuyên phải có người đi chợ người ở nhà thường xuyên dọn nó sạch còn này mình đi rồi chú về mình chịu đựng ví dụ như con với cô đang nói chuyện vậy chú có biết không cô hỏi ông nói một hai tiếng thôi cô hỏi cái ông kia cái cậu kia hỏi chứ giờ anh thèm cái gì không thèm lắm thèm nhiều lắm mà không có ăn chú ơi con chào chú khỏe không chú dạ thì cũng rất là thương quý cô chú anh chị thì cô cũng chăm sóc anh với chú đây cũng mấy chục năm xiềng xích vậy cô nhỉ ôi tôi à chứ ai không dám mà ta ở tới mấy chục năm như tôi đâu về là ta đi luôn không có để có con mà không có rờ cho rờ cái thân nữa chứ tôi biết mà tại vì tôi nợ nặng quá thành ra tôi phải giống như thôi. Có duyên có nợ cô nhỉ chắc cái nợ kiếp trước quá chứ làm gì nợ kiếp này có mắc cái gì đâu dạ là kiếp trước mình có nợ chú cái gì đó kiếp này mình phải trả chắc kiếp trước nặng lắm nên bỏ không được chứ cảnh này ai mà ở dạ cảnh này ta nói dữ lắm ta nói ra nó vô đầy cái lỗ tai luôn á mà ta nói trời bà sao mà chịu nổi chứ tôi chắc chịu không nổi thì, quá khi cô cho chú ăn hay là chú tắm á thay đổi cho chú thì có bị chú đánh cô lần nào hay là hành hung cô không đánh sao không đánh ừ nó cơ tắm nó ở trọng á ngồi trọng nó quýnh nhiều nhất chứ ra đây nó hiền bớt rồi ở trọng biết sao cái nhà cũ rồi kỳ cái chân không có xiềng á cái chân xiềng á hả còn cái chân không xiềng đạp nhận với cái dũng còn tiêu á ôi tôi chịu nó quýnh bao nhiêu năm má chồng chạy không á má chồng nói thôi tao giao mày tao không dám rồi nó còn má mới giao tôi con có thấy anh đúng chị cô hình như anh không có mặc đồ hả nó bệnh nó đâu có rờ năn nỉ thấy bà đó chứ ai cho con bận ăn bận nhìn để trần truồng vậy nó không phải nên vậy đâu nó học luôn nó hiền lắm dạ cô lấy cái gì choàng cho anh dùng con được không đái một ấy kìa thì anh hiện tại không có mà chịu mặc đồ cả nhà thì đồng hồ nhờ cô choàng anh lại nó không có chịu năn nỉ nó mới đái đó quấn ở trong mền nó cứt nó cũng quấn ở trong nó đâu có biết gì đâu từ hồi nó bệnh tới giờ nó mê man năm 19 tuổi tới giờ á anh lại nặng hơn chú hả hồi xưa ổng còn nặng dữ nữa tại giờ ổng bớt rồi 10 phần ổng bớt còn chắc hơn 5 phần á chứ còn đó dữ tợn cũng nhờ cô chăm sóc chứ cô nhờ rồi tôi chăm sóc thôi chứ má chồng tôi không dám ở đâu bà nó cưới về tao giao mày luôn chứ tao không dám ở nó quấn tao chết
Nè, đắp đi. Nó hiền, nó bình thường không hòa. Thì đây là người anh hiện tại là bao nhiêu tuổi cô? Bình dần đẻ năm 86 á. À. 86 này bà mấy? 36, 27. 86 hả? Ờ. Nó đẻ năm 24 tháng 4, 86. 86 nay 37 tuổi. Đúng rồi, nó đẻ nè năm đó đó. Nè, nó đái thằng ấy nè, thấy được. Đi rình ở nhà đâu có ai trực đâu mà trực tiếp ở đây đặng mình lao chùa cho nó hay quét dọn. Thì anh cũng là học sinh, nó học sinh lớp 9 đậu lớp 10, học có mấy bữa ở trường Bắn Công á, tự nhiên cứ đi chơi về mùng 2 Tết 2003 cái nó đứng trọng mặt. Mà cứ rờ tim nó coi còn thở không? Tim còn thở mà con mắt thì không có nhá nhá cả. Mà tim còn thở thì được. Trần ngược lên hả cô? Cứ dạch lên tôi coi. Nhưng mà hên bên kia có một bầm nhậu ở bên kế nhà đấy. Rồi kêu hô lên ta chở đi đó. Chở con đi vô nằm nửa tháng trời, vô 29 chai nước biển. Rồi về thấy nó bớt rồi. Quậy nữa. Thôi nó quánh. Chở lên tâm thần Biên Hòa nằm 2 tháng tỉnh nó đòi về tới giờ luôn. Hình như khi con qua cái phòng của anh thì thấy nó khai hơn phòng của chú. Nó mới đái đây mà chứ à, tôi giỏi. Chú vẫn biết đi và vệ sinh, còn anh không biết gì luôn hả cô? Biết, hai người này biết, nhưng mà ở khu mình phải dọn dẹp, mình phải chùi, phải rửa. Từ hồi tôi đi tới giờ đâu có ấy, nó đâu có ấy đâu, lo cậu cá nó thôi đừng giao nó. Dạ. Nó là một mình một tay cô chăm lo cho chú với anh hết nhỉ? Không phải để vậy tối ngày đâu. Tôi ấy rồi, tôi đi rồi ở nhà nó đái nỉ đó. Rồi thằng kia nó thôi bà dọn bớt đi, tôi ngán lắm. Dạ. Thì nó dọn cũng mà nó sợ. Đêm hôm ngủ thì anh với chú có quậy không cô? Thì nó đấy là. La hả? Mỗi lần nó lên cơn sợ lắm. Thằng này giờ lên cơn sợ lắm. Cô quấn anh thì có quấn cô lần nào chưa? Hả? Anh á? Nhiều hả? Đá cái vô rồi. Dọn dẹp mà nhau quét. Đá cái gì hết đường thấy bà nội chở. Thì cô cũng cẩn thận, cô có giữ khoảng cách chứ. Ôi ơi con. Tại vì sợi dây xích nó hơi dài. Ôi thằng này mà có cái gì ức sức mà nó giết người vậy. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Lên cơn á, chứ bình thường nó hiền, nó hồi đó nó học sinh nó cũng hiền, nó vui vẻ lắm. Ý là khi anh học lớp 9 lên lớp 10 thì vẫn là học sinh ngoan ngoán chăm học cô nhỉ? Nhưng khoảng thời gian cô nói ngày hổ nghèo rồi nhà trường ta bớt nữa. Với khoảng lại thời gian cô nói ngày nào đó thì anh tự nhiên bị vậy. Đó, nó bị cái trận não đó là tới giờ luôn á. Tự nhiên là đang đi bình thường cái bị luôn hả cô? Ừ, nó đi chơi 2003 mùng 2 Tết á mà nó bị vậy luôn á, tới giờ luôn á. Nó không nói nó cầm. Nó cầm nay là hơn 19 năm tới nay luôn á. Nay nó 37 rồi tính nhiêu, hai mấy năm rồi. Dạ. Đó. Thì hiện tại quý cô chú anh chị thì anh cũng như chú ăn ngủ hay vệ sinh gì thì một chỗ hết. Đây là cái nhà vệ sinh. Trời ơi, không phải vậy đâu, tôi đi chợ không có ai ở nhà dọn hết rau ra. Dạ. Không có ai ở nhà, đi phải có người ở nhà lo, nhà nó sạch sẽ lắm mà tại vì không có, mình phải chịu đựng thôi, vô thông cảm giùm. Không sao cô, thì đó, một lái một mình. Cô làm cô mà một mình, cô mà chăm sóc đến hai người như vậy mà làm được như vậy thì con cũng rất là phục cô rồi chứ không. Có ông ở xã ông này. Ông nói trời ơi, bà mười phụ nữ đảm đang, phụ nữ đảm đang ở chứ. Thì theo con biết nếu mà gặp nhiều trường hợp mà gặp như cô thì họ không có thể làm được như vậy, họ có thể bỏ đi luôn. Ở đâu. Nhưng cô vẫn ở lại và chị chịu hy sinh cuộc đời của mình còn lại để chăm sóc chồng con. Ở lại chứ cũng đâu có nghĩa lý gì đâu, có ý nghĩa. Cậu có đạo đức, cậu nói được tiếng nói này tiếng nói kia chứ ở lại người ta ghét thêm. Người ta ghét thêm, người ta không cần mình đâu. Cứ nói vậy là đủ hiểu rồi đó. Dạ, nhưng mà giờ nếu mà cô mà đi thì cuộc sống của chú với anh thì không ai lo luôn á. Con biết được bỏ điều chết à. Dạ. Bỏ chết hoặc bỏ nhà thương cũng chết. Dạ. Chứ không có chịu cực đâu. Con rất là cảm động cái công việc của cô làm hàng ngày cũng như cái tình cảm của cô dành cho người chồng với người con vậy. Khi tới đây khi nghe cô kể thì những cái sự mất mát của cô cái thời xanh xuân cho tới bây giờ. Trời ơi, cũng rất là dài đó. Về hồi cưới về có 27 tuổi hả? Mà cưới. Lúc đó là tôi trả rượu rồi hai chỗ rồi đó. Sao khiến gì về gặp ông nội này chỉ vô. Ôi, đi ăn dỗ. Thì cũng như cô với con nói lúc đầu á, cũng là cái duyên cái nợ của từ kiếp trước. Tôi nói mắc nợ kiếp trước á, chứ không phải kiếp này đâu. Dạ con thấy là cô nuôi chó với nuôi mèo cũng rất là nhiều nha. Không phải chó, trọng đêm già đó. Đóng nhốt ở dưới á.
mèo cũng rất là nhiều cô nhỉ. Mèo mèo quan lại đi đi nhà thương á, tao bắt tao ăn thịt đến 20 con, còn ở trong á, ở trong ngôi cũ á, tao gài hết 30 con mèo quan. Mèo quan nó tới ai nuôi dữ vậy? Mèo quan tới đây thì cô cho nó sống đây luôn hả? Trời, cũng như mấy người mà người ta không nhà cửa vậy, kệ nó ăn bao nhiêu nha, cái chung nè. Con người ta cũng có khi đầu thai con thú vật cũng có sao không có. Mà mình kệ, chuyển mình kiếp đó, cô mình nhận. Thương nhân loại đi, mình thương nhân loại đi, biết kiếp sau mình thành gì. Đúng rồi. Đi quá. Đừng hân hủi nó. Nó chừng nào nó đi thôi nó đi à. Thì hiện tại khi con tới đây thì thấy hoàn cảnh gia đình mình vậy đó, thì rất là thương cô luôn. Cô là trước kia là người miền Bình Định nhà cô? Bình Định, nhưng mà cái gốc tôi là cha mẹ tôi người Bình Định, tôi cũng người Bình Định. Nhưng mà biết sao không? Biết sao tôi nói tiếng miền Nam rành không? Tại vì tôi nên cha mẹ tôi chạy giặt ở đây, nhưng mà ở ngoài cũng vô. Rồi bà má lớn tôi, má Hai Lòng á, là con Sáu Lòng á, là cưới không có con. Nên bà mẹ tôi kể là bà nội tôi không thương. Bà nội tôi nói hỏi cưới gì không có con cháu nói dòng. Rồi bà nội cằn nhằn hoài, mẹ tôi thua buồn đi, ba tôi năn nỉ ở lại mà không ở lại, nói thôi anh cứ vợ khác lên làm ăn đi, mình có con cháu đặng cho mẹ thương chứ mẹ không có thương tôi. Mẹ kể vậy đó. Mẹ chết nay là chết năm 1989, tới nay là mấy chục năm rồi mẹ lớn á. Còn ba mẹ giờ còn không biết là làm sao đó. Sạch á tôi mới đi đó. Ông hiền rồi, ông có quýnh nhiều đó, dùng đá chết à. Quýnh lém, là tông lém, là ông đá lém không đó, chơi vào sau lưng không á, chứ không có chơi ngay mặt mình đâu. Thì cô khi chăm sóc với chú với anh vậy thì cô nhớ giữ khoảng cách nha cô. Chứ... Tôi sợ nhất vậy, tôi sợ nhất cái thằng này. Dạ. Nó quýnh cái chắc nằm luôn quá. Dạ, khi con hy vọng khi con đăng tải video này lên á, thì những quý khán giả sẽ chia sẻ để... lan tỏa yêu thương cũng như có thể giúp cho cô tìm được lại được gia đình của mình. Ai cũng vậy á, ráo ai cũng có cội nguồn của ta. Dạ, giàu nghèo gì cũng vậy hết. Giàu nghèo thì gì cũng vậy, khi cuối đời hoặc khi về già thì mình cũng mong gặp được gia đình mình một lần, đúng cô? Đúng rồi. Dạ. Không những một lần mà nhiều lần, đừng có tình cảm nó ấm áp hơn. Dạ. Chứ khổ lắm. Dạ. Không nuôi ổng vậy chứ không có ý nghĩa gì hết đâu á. Nên thương lo vậy chứ không có ai nghĩ về mình, không có ai có cái tình cảm gì hết. Giờ nó giống cái duyên cái nợ của nhà thì không có cần đâu, ta cần tiền. Giờ cô ước nguyện là được gặp lại gia đình mình đúng không? Đúng rồi, tại vì tôi nay 60 mấy rồi. Tôi về ngoài không có được, mẹ tôi nói trễ quá, với lại tôi tiền bạc tôi không có. Cái gì tôi cũng không biết hết, nhà cửa gì không miếng giấy miếng tờ luôn. Thì rất là thương cô, quý cô chú anh chị. Thì hôm nay con nghe được cái tin và biết được hoàn cảnh của cô thông qua những cái video clip, nhưng cũng như những lời chia sẻ của những anh em. Thì con muốn tìm tới đây để làm một cái video vì gì đó về cô, để giống như chia sẻ yêu thương đến những cái cộng đồng mạng. Thì hy vọng clip này lên thì được quý cô chú anh chị thương yêu cũng như chia sẻ để ở ngã ba. Ở ba bây giờ thì họ hay cho ba cái đồ rau á, rau nãy trở về đó. Rau dập dập đồ cũ đồ nãy rồi đem về ăn đó, thì tôi cũng cảm ơn nên ngã ba đã giúp đỡ tôi những lúc tôi không có, nên kể cho ta nói một miếng khi đói một gói khi đo, một miếng khi đói một no một gói khi no, nó cũng là tấm lòng của người ta. Người ta cho rau củ về ăn đó. Chứ mua cũng phần nào thôi à, chứ đâu phải mỗi cái mỗi mua hết tiền bạc đâu. Tôi giờ ở đây là không có cái nghề gì mà sống mà chính thức được, tại vì chăm sóc hai ông này rồi không có đi, không có đi làm được. Đi không có ai lo hai ông này mà cất nước đá tối ngày hút luôn xà bù. Hút tới ban đêm. Thì con cũng chứ mình không phải là mình muốn người vậy, không phải là muốn chồng con vậy đâu. Do cái số của nhà số phận thì cô có tin vào số phận không? Đó chắc cũng là mắc nợ nặng lắm rồi sao, chứ ai ta không có ở ta đi. Dạ.
già cỡ nào vô đây hốt hốt vậy chắc quên vậy chắc chết giờ nào, tao nói chết giờ nào không kìa. Dạ. Tao không dám ở đâu, tao nói dữ lắm mà tôi tại bền chí á. Dạ. Bền chí nên tôi mới ở tới giờ này đó. Thì con cũng rất là cảm mến trước cái sự mất mát của cô, với sự hy sinh của cô. Quán chứ thanh xuân. Tuổi thanh xuân của ta là 20 mấy, từ 27 tuổi tới giờ mà lâu quá rồi mà. Thì con tôi cũng, tôi nói thiệt cậu chứ tôi cũng thua cái chị dâu thứ tư nữa, tôi không có gì hết. Dạ. Thì dâu thứ tư đầy đủ hết. Con thật sự mong á thì cô sẽ có sức khỏe đầu tiên, thứ hai cô sẽ tìm được lại gia đình của mình. Làm gì làm chứ gia đình mình giàu giàu, nghèo hay xấu tốt gì cũng cũng tới tên tâm mình mới là có tình cảm chứ. Đi kiếm mình sao tên này sao không thấy gì giáo trời. Dạ. Đi kiếm à, có đi kiếm à. Kiếm thì xe sang giới vậy đó mà vô cô, không ai chị á. Cô có thể đọc địa chỉ lên đây cho gia đình, khi gia đình có hay cô thì cô có thể đọc địa chỉ. Thì đó, thì bây giờ thì tôi tên là Nguyễn Thị Thủy, nhưng mà tên gốc của tôi đó mẹ tôi kêu đổi tên họ lại cho đổi họ lại cho cha mẹ biết, chứ theo họ Nguyễn là họ Nguyễn là họ của tao, cho tao là theo tao. Mẹ tôi Nguyễn Thị Sáu, xã Tâm Quang, quận Quỳ Nhơn, tỉnh Bình Định, con ông Sáu Lòng, bà là bà Hai Lòng, còn cha tôi là còn bây giờ hiện tại cái địa chỉ này không cần cái địa chỉ nè, chỉ là ở ấp 5. Ấp 5 xã Tân Bình, hồi xưa là xã Hiệp Tân ở trong ấp 4. Bây giờ ra đây ấp 5 xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. Dạ. Là gần chùa ông Năm Non. Dạ. Nó gần chùa Năm Non vậy chứ địa chỉ giờ ở số nhà anh đâu nó ấy mà thất lạc đâu. Thì cô có dùng điện thoại gì không? Có điện thoại mà sao sạc, thấy Mạnh Thường Quân cho cái điện thoại đó mà sao sạc nó mang hết pin, có ai đâu gọi. À. Có ta tới nhà hay tới nhà, hay tới nhà người ta cho để cho kia ta thăm thì có chứ. Điện thoại sao ít quá ai biết. Nó hết pin, nó hết pin nữa. Cô có nhớ số điện thoại của cô không? Hả? Cô có nhớ số điện thoại của cô không? Bỏ điện thoại chậm gì giờ cứ gọi. À, con tưởng là có số điện thoại thì cô đọc lên đây á, khi người nhà mà có xem được cái video thì người nhà có thể liên lạc với cô bằng số điện thoại thì nó dễ hơn. Hoặc người nhà của cô mà xem được video này thì có thể liên lạc cho con. Con sẽ dẫn người nhà tới. Đúng rồi, cô có môn dẫn lợi đó. Thì mặt mai chứ điện thoại tôi vợ đây sạc vô nó mau hết. Mạnh Thường Quân cho đâu hai cái điện thoại vợ nó làm gì đâu mà mau hết pin quá, cứ sạc sạc hoài rồi không ai gọi. Mà hành tới nhà thì tay tới. Thì con cũng hy vọng con có duyên với cô cũng như gia đình mà cô đang tìm kiếm khi con đang video này lên. Sao, thì sao chương trình chia ly sao cũng đi lên mà sao không ai chỉ chương trình chia ly gia đình cũng đi kiếm gì lắm đó. Cũng lên đăng cái hình, tôi thấy hình tôi trở đó mà không ai chỉ chắc chưa có duyên đến gia đình mình. Thì con hy vọng khi video này lên thì hai được người lên chương trình quý cô chú anh chị chia sẻ ủng hộ để cô có thể tìm được người nhà của cô trong quãng đời còn lại của mình nhé cô. Thì hy vọng khi gia đình biết được thì có thể liên hệ cho con sẽ dẫn gia đình tới gặp thì cô. Thì có môn vậy á, dẫn trực tiếp tới thì mặc